vụ án ngân hàng SCB, tội vạ đổ hết cho cấp dưới, lãnh đạo cấp cao vô can. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị truy tố với tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay và hoạt động của tổ chức tín dụng, với mức án có thể lên tới 20 năm, chung thân hay tử hình. Trang thông tin Cà phê Việt Nam vào ngày 7 tháng 3 có bài bình luận: trước khi SCB xảy ra sự cố, từng có 70 lượt đề xuất thanh tra đưa vào diện kiểm soát đặc biệt nhưng không được chấp nhận. Bài bình luận trên trang Cà phê Việt Nam. Bài viết cho biết trong quá trình giám sát từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2022, các thành viên tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được chấp thuận. Theo đó, trong đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB có 7 thành viên và 11 thành viên tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh không bị xử lý hình sự mà chỉ bị đề nghị xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền. Đối với 11 thành viên của tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước không bị xử lý hình sự, theo cáo trạng, họ chính là những người đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo mà báo Cà phê Net ở Việt Nam đã đề cập ở trên. Nhưng tất cả các yêu cầu đó không được cấp trên chấp thuận, chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất vào năm 2020 và 2022. Đáng chú ý, vi phạm phạm vi thanh tra đã bị thu hẹp, không đúng như đề xuất của tổ giám sát cũng như ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Cuối cùng, các sai phạm của ngân hàng SCB đã được bao che và gán cho các cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng, tức là Cục 2. Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã xác định các bị cáo bao gồm Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thuần, Nguyễn Thị Phi Loan và Phan Tuấn Trung, cùng là Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Tín, tổ trưởng tổ giám sát, đã báo cáo không trung thực về tình trạng của ngân hàng SCB với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra giám sát. Theo cáo buộc, các bị cáo này sau khi kiểm tra kiểm soát đã nhận tiền quả biếu của SCB. Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước đương kim Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, một người có rất nhiều nghi vấn về việc bao che cho SCB. Những bị cáo trên không kiến nghị thanh tra để xử lý các dấu hiệu sai phạm được phát hiện qua công tác giám sát theo nội dung chỉ đạo. Họ cũng không thực hiện thanh tra theo yêu cầu tại 17 văn bản của Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến không kịp thời phát hiện, xử lý đối với sai phạm xảy ra tại ngân hàng SCB. Những hành vi sai phạm kể trên của các bị cáo này đã gây thiệt hại với số tiền đến tới 606.000 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan và một số lãnh đạo của ngân hàng SCB đã hối lộ cho đoàn thanh tra liên ngành do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước cũng như 18 thành viên trong đoàn để thay đổi kết quả thanh tra và che giấu sai phạm của ngân hàng SCB. Chỉ riêng cá nhân trưởng đoàn Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la, một khoản hối lộ lớn chưa từng thấy. Công luận nhận xét chỉ một lãnh đạo cấp cục vụ của Ngân hàng Nhà nước mà đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la, thì thử hỏi với cấp độ đã cao hơn, không chỉ riêng hệ thống Ngân hàng Nhà nước, mà bao gồm cả lãnh đạo thuộc các bộ ngành nhà nước như các thứ trưởng, bộ trưởng, các ủy viên trung ương có liên quan, kể cả Tổng Trọng đã nhận bao nhiêu tiền từ bà Trương Mỹ Lan đây? Đó là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Phải chăng đây chính là lý do trong thời gian 10 năm trải qua tới 3 đời thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng và Nguyễn Thị Hồng, ngân hàng SCB chỉ bị thanh tra duy nhất một lần. Toàn cảnh phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Theo giới thảo tin, việc vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB theo chỉ đạo từ Bộ Chính trị và Tổng Trọng, Bộ Công an sẽ không tiếp tục mở rộng điều tra về trách nhiệm của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng như giới chức chính phủ. Vụ án chỉ dừng lại ở lãnh đạo cấp cục, vụ và thấp hơn. Cuối cùng, chăm dầu đổ đầu tằm, mọi sai phạm đều trút hết cho các cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng tại khu vực phía Nam. Công luận đặt câu hỏi vì sao vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan được đánh giá là vụ án lớn nhất, gây thiệt hại nhiều nhất chưa từng có. Vậy mà chỉ dừng lại việc xem xét trách nhiệm hình sự của các thành viên đoàn thanh tra liên ngành chính phủ, cũng như các ban ngành cấp thấp hơn, thì có thỏa đáng hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ án ngân hàng SCB, tội vạ đổ hết cho cấp dưới, lãnh đạo cấp cao vô can. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Sự thật Đào Ngọc Dung, sản phẩm nhem nhúc của Tổng Trọng. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 8 tháng 3 đưa tin Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị xem xét kỷ luật. Bản tin cho biết, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật do liên quan đến sai phạm của công ty cổ phần tiến bộ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bản tin trên tờ báo Việt Nam Express đăng tải. Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong các gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC thực hiện. Việc này gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực của xã hội. Dư luận xã hội hoàn toàn không bất ngờ về việc này khi cho rằng đó là kết quả tất yếu, cái kim trong bọc mãi cũng phải lòi ra. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị có nhiều chia sẻ cho hay, vào ngày 10 tháng 7 năm 2006, báo Tuổi Trẻ từng đưa tin cho biết ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bị bắt quả tang quay cóp trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia. Vào thời điểm đó, công luận cho rằng trường hợp Đào Ngọc Dung cho thấy một tiền lệ tệ hại khi mà quan chức tham nhũng hay gian lệnh thi cử nhưng vẫn có thể leo cao luồn sâu trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Đài BBC Việt ngữ cũng bình luận rằng Ủy viên Trung ương cũng quay cóp. Bài báo cũng đề cập đến việc báo chí trong nước đưa tin ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bị lập biên bản vì vi phạm quy chế thi tuyển khi thi đại học. Theo tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, Hội đồng tuyển sinh lập biên bản xử lý ông Đào Ngọc Dung vì trong khi dự thi môn hành chính công, kỳ thi tuyển sinh, nghiên cứu sinh vào 27 tháng 5 năm 2006, ông đã sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị. Tuy nhiên, thí sinh Dung đã không chịu ký vào biên bản này vì không đồng ý với mức xử lý cảnh cáo. Vụ việc này đã được báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Một ý kiến trong phần bình luận của BBC thì cho rằng thật vô cùng nhục cho một tân Ủy viên Trung ương Đảng. Tuổi Trẻ Việt Nam bây giờ biết tin được vào ai? Ủy viên Trung ương gì mà vi phạm, còn tự cho mình cái quyền cao hơn cả pháp luật thế. Đúng là Đảng cầm quyền, cầm luôn cả pháp luật. Nhà báo Phạm Vũ Hiệp, một người được đánh giá là thạo tin, trong bài bình luận với tựa đề Vũ Đức Đam và Đào Ngọc Dung, hai khuôn mặt, một con đường, đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 đã tiết lộ như sau. Ông Đào Ngọc Dung sinh năm 1962, quê quán huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hình như ông trời cho Đào Ngọc Dung cái số sinh ra để ở biệt phủ, để làm quan, có kẻ hầu người hạ và hái ra tiền. Theo tác giả, ông Đào Ngọc Dung gọi bà Đào Thị Hào, cựu cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cô ruột. Bà Hào là đại biểu Quốc hội nhiều khóa, đồng thời là vợ ông Nguyễn Văn An, cựu Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, cựu trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa 9, Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Vợ chồng ông An đã đưa Đào Ngọc Dung từ một cán bộ quèn ở Hà Nam về Trung ương Đoàn. Đến năm 2006, trước khi rút lui khỏi chính trường, ông Nguyễn Văn An đã kịp cơ cấu Đào Ngọc Dung vào Ủy viên Trung ương khóa 10 cùng với lứa với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thiện Nhân. Năm ấy, Đào Ngọc Dung mới 45 tuổi. Sau đó, ông Đào Ngọc Dung đã thăng tiến qua nhiều chức vụ như Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội. Nếu như ông Đào Ngọc Dung đi lên bằng tài năng và chính đôi chân của mình thì không có gì đáng nói. Nhưng theo tác giả Phạm Vũ Hiệp, đằng này Đào Ngọc Dung được cõng vào quan trường lại dính một vết nhơ vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch. Đào Ngọc Dung bị lập biên bản về vi phạm quy chế khi dùng phao quay cóp tài liệu trong gửi thư tuyển nghiên cứu sinh và bị bà Nguyễn Thị Thu Hà, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt quả tang và lập biên bản. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng thì đã giả đùa. Nhờ có bảo kê, cuối cùng lãnh đạo Đảng chỉ dơ cao đánh khẽ, thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đào Ngọc Dung, và rồi ông ta vẫn tiếp tục ngồi vào ghế Ban Chấp hành Trung ương, xếp vào hàng ngũ lãnh đạo tinh hoa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gây tai tiếng làm xôn xao dư luận khi mời cơm bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội chỉ bằng một tay. Hành động vô lễ này bị mạng xã hội đánh giá là mất dạy nhất mọi thời đại. Theo giới thạo tin, vào tháng 3 năm 2006, trước khi rút lui khỏi chính trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khi đó đã đích thân giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội, kế nhiệm mình để ngồi trước ghế Chủ tịch Quốc hội. Để trả ơn, ông Tổng Trọng đã quy hoạch Đào Ngọc Dung vào danh sách đề cử Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 để ngồi vào ghế Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng ban tổ chức hoặc trưởng ban dân vận Trung ương, nhưng đã không thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Sự thật Đào Ngọc Dung sản phẩm nhân sự nhem nhuốc của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de